Trong ngành tâm lý học, thuật ngữ ichthyophobia nói về hội chứng sợ loài động vật gì? Kiến, cá, nhện hay là rắn? Xin mời bạn. Từ Latin, bây giờ thì đúng là không còn gì để mất rồi. Hôm nay trừ một quyền trợ giúp thôi. Vậy thì em sẽ hỏi vợ em xuống đằng nào cũng thể trợ giúp luôn ạ. Vâng ạ. Xin mời bạn Thảo xuống đây trợ giúp cho chồng của mình. Rồi, hai vợ chồng bàn bạc đi, nói to lên. Rõ ràng nhỉ. Khó nhỉ. No idea luôn. Kiến, cá, nhện, rắn. Tôi thấy bạn xuống trợ giúp nhưng từ nãy giờ bạn chả nói câu gì, bạn cầm mỗi tay chồng thôi. Em động viên chồng em. Động viên chồng bạn. Còn chồng em chọn ra bán nào ủng hộ. Vâng, tức là bạn xuống đây chỉ để động viên thôi. Câu số 11. Hay là cá nhỉ? Sợ cá không? Kiến. Ba con này đều đáng sợ cả nhưng con cá có vẻ là cá ít đáng sợ nhất. Ừ, ít đáng sợ nhất. Tiếp theo tên này nó lại rất là lạ. Tên là cá nhé. Ừ thì anh chọn cá. Cá nhé. Ok nha. Đây là câu số 11 rồi, chắc là cũng không phải đơn giản lắm. Những con kia thì cũng là khá là đáng sợ đối với mọi người. Nên là con cá thì nghe có vẻ hiền lành nhất thì em sẽ chọn B, cá là đáp án cuối cùng của em. B, cá. Hai vợ chồng cùng xuống bàn bạc và cuối cùng chọn cá. Vâng. Bây giờ lại có cả người sợ cá nữa. Vâng. Và phương án B là phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Xin cảm ơn bạn Thảo, bạn có thể trở lại chỗ ngồi của bạn được rồi. Vâng, và từ ichthy trong tiếng Hy Lạp cổ đại thì đó là con cá, là nghĩa là cá, nên là nó mới có cái tên như vậy. Thường thường nếu mà chọn trong các thần thoại thì bạn sẽ là Latin hoặc là Hy Lạp hoặc một cái gì đấy. Thường thường là như vậy. Như bạn có dịch được từ phobia thì là nỗi sợ hãi. Nỗi sợ, vâng ạ. Như anh em mình thì có tính là why phobia không? Không, thật ra thì hiện tại thì gọi là vẫn gọi vợ là nóc nhà thôi, nhưng mà tức là cái đấy không gọi là sợ, mà gọi là tôn trọng. Đừng lòng vòng nữa, nhận luôn đi là trong hội wifobia đúng không? Thì cứ coi là tôn trọng đi anh. Tôi ở trong đấy mà. Vâng.